Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzio Auto. Ở đâu xe rẻ xe tốt, ở đó có Vuzio Auto. Hôm nay thì bên em Vuzio Auto trong buổi sáng một ngày 23 tháng 3 năm 2021 thì bên em Vuzio Auto mới được nhập về cửa hàng từ tối hôm qua, tối muộn ngày hôm qua, một chiếc Mazda 3, một chiếc xe form dáng cực kỳ đẹp luôn, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Đây là một chiếc xe sản xuất năm 2009 với cỗ máy 1.6 tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn. Cái dòng này là dòng thể thao nên là thưa quý vị các bạn, mô men xoắn cực kỳ lớn, mặc dù máy 1.6 nhưng mà mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe chỉ rơi vào khoảng 6,5 lít trên 100 cây. Vâng, rất là tiết kiệm luôn, nhiên liệu luôn. Và đây là một dòng xe nhập khẩu nên là độ chất chắc thì thôi rồi, sản xuất tại Hàn Quốc nha các bạn nhá. Một chiếc Mazda 3 2009 nhập khẩu nguyên chiếc. Và thưa quý vị các bạn, đây là một dòng xe cực kỳ chắc chắn luôn. Vâng, một dòng xe nhập khẩu thương hiệu Nhật Bản Mazda 3. Đây là một chiếc xe khá là đẹp. Vâng, lúc nãy thì em nói nhầm là sản xuất tại Hàn Quốc, các bác thông cảm một chút. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây là một chiếc xe sản xuất nhập khẩu nguyên chiếc năm 2009, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đấy, dòng này thì form nó rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhìn ạ, xung quanh form xe rất là đẹp. Chiếc xe mang màu bạc ánh sáng cực kỳ nét. Vâng, con này thì hạn đăng kiểm đến tháng 5 2021 thôi. Thế nhưng mà được cái là form xe này, rồi nội thất ngoại thất này, máy móc thì chạy cực kỳ bền chắc luôn. Máy chạy nét căng với cỗ máy 1.6. Bốn quả lốp của xe thì nói chung là cũng tương đối thôi, không gọi là mới lắm. Nhưng mà được cái là vành la răng đúc của xe thì đúng là không một vết chầy xước. Phanh đĩa trên cả bốn bánh và có phanh ABS. Và nội thất bên trong của xe thì sử dụng tông màu đen với ghi xám kết hợp, rất là nét. Và đặc biệt đây là một dòng xe có cửa nóc đàng hoàng. Đấy, form xe rất là đẹp luôn. Vâng, hàng hiếm. Rất nhiều bác đặt hàng những chiếc xe Mazda 3 form này. Nhưng mà đấy, hôm nay là một cơ hội cho các bác. Đợt trước em có một con màu vàng, đúng là trong vòng 2 hôm mới mất hình. Còn con này thì sao? Đây là một dòng xe 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn nhưng mà dạng giống SUV rồi. Đấy. Bác nào yêu thích thì alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926 ạ. Vâng, bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng phần cho các bác. Vâng, đầu xe thì nó rất giống các cái mẫu Porsche. Đấy các bác nhìn này, đầu xe, các cái phần nắp capo hay là cản trước của xe, nó có cái phần góc cạnh và nhô ra đằng trước. Đấy, form xe rất là đẹp luôn. Đúng là một thiết kế đẳng cấp mà từ 2009 đến bây giờ, nói thật các bác, ra đường người ta vẫn phải nhìn. Vâng, form xe rất là đẹp luôn, kiểu dáng xe hiện đại, trẻ trung, năng động. Mà giá thì vô cùng tuyệt vời, rẻ thôi rồi. Vâng, cực kỳ rẻ luôn, chưa đến 300 đâu. Vâng, chưa đến 300 là có cái chiếc xe này rồi. Đấy, đầu đèn bi này, đèn bi xe lông cực kỳ sáng luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, bầu đèn theo thời gian nhưng mà tương đối khá là sáng. Và bóng đèn thì mờ đen theo form nhé các bác nhé, theo cái tông màu của xe luôn. Cam kết quý vị các bạn, xe không đâm đụng, không ngập nước. Máy số chạy cực kỳ mượt luôn. Xe này biển số thì các bác nhìn này, 16L3162 thì các bác biết là xe ở đâu rồi. Vâng, chỉ có Hải Phòng. Và từ 2009 đến bây giờ, bác chủ cũ để lại cho ông em trai. Thế là bây giờ ông ấy cũng không thích đi nữa thì ông ấy lại để lại cho em Fuji Auto. Đấy, một chiếc xe nguyên chính chủ biển Hải Phòng luôn, không gốc gác Hà Nội, không gốc gác ở tỉnh nào khác. Đấy, lốp bên này thì cũng đã cũ theo thời gian. Cái này thì nói chung là bác nào mua về thì các bác có thể là thay thôi, 2014 cơ mà. Vâng, la răng 5 chấu, khỏe khoắn, thể thao, phanh đĩa. Đấy, nhưng mà lốp thì chắc chắn là không được rồi, lốp này sẽ phải thay. Nhưng mà với đánh giá độ mòn này, các bác có thể đi khoảng tầm vài tháng đến một năm nữa là cũng được, không vấn đề gì. Cua lốp thì tương đối thôi. Con này em chưa rửa này, chưa dọn một chút gì luôn nhá. Xe vừa về có sao báo vậy. Đấy, các bác nào yêu thì cứ alo ngay cho em Fuji Auto để mà chiêm ngưỡng chiếc xe này. Xi nhan kết hợp trên tay gương. Và gương thì cũng đã được làm cái chi tiết chống mất trộm rồi, nên là các bác yên tâm. Tay nắm cửa thì không được mạ chrome. Thế nhưng mà đây cửa này, em đứng bên này cho các bác xem cửa này, khít khít luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá, các cái khe cửa khít khít luôn, không lỗi lầm. Đấy, cửa lèo chắc chắn và kính zin này. Kính của xe zin nhá, 2009. Cửa này em đóng này. Đấy, rất chắc xe luôn. Keo chỉ zin
đét luôn này, keo chỉ này, zin luôn này, răng cao su nét căng này, không một vết rách, không một vết mục mọt nào cả, răng cao su. Bản lề các bác nhìn nhá, bản lề đây, đấy, bản lề này, tapi cánh cửa này, sờ rất là chắc luôn, da sờ rất là mềm và nhựa thì trông nó còn gần như là còn nguyên sần. Đấy. Kính điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây em đang đút chìa khóa tay. Con này thì có một chiều này thôi. Đấy, bấm khóa khiển đàng hoàng. Ta cắm vào đây để ta mở cái chức năng điện của xe. Nhiều lúc là em cũng có cái tật là em cứ hay rút chìa khóa ra cho nó yên tâm. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok nha các bác nhá. Đấy, chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Cả khả năng cách âm cách ồn của con này rất là tốt luôn. Đấy, các bác nhìn này, các cái phần cột này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hạn đăng kiểm đến tháng 5 2021 này. Đấy, nội thất bên trong ghế da màu đen. Con này thì ghế da là ghế da zin nguyên bản nha các bác nhá. Ghế da zin luôn đấy. Vâng, ghế da zin màu đen. Đúng theo xe luôn. Đấy, tông màu bên trong là màu đen kết hợp màu ghi xám. Đấy, bản là cửa này. 2009 nữa các bác nhá. Đấy, 9 này, rõ ràng. Cửa này. Đấy, cái tiếng đóng cửa rất chắc chắn luôn. Một chiếc Mazda 3 sản xuất nhập khẩu nguyên chiếc, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Vâng, tapi này. Đấy. Dòng xe thì nó rất là chắc luôn, chắc tiếng. Và đây con này thì có hẳn 3 màn hình nhá các bác nhá. Một chiếc xe đến 3 màn hình luôn. Đấy, nhưng mà màn hình đầu thì người ta cũng đã thay thế rồi, dùng lâu. Còn cái màn hình này thì là màn hình nguyên bản của hãng. Đấy, màn hình nguyên bản của hãng luôn. Thế còn nội thất bên trong này, khoảng không gian rất là rộng luôn. Đây là một dòng xe SUV nhé các bác nhá, không phải là dòng xe hatchback đâu ạ. Vâng, nên là cái dòng này nó dáng nó thấp một chút, thế nhưng mà được cái là độ trường của nó rất là cao. Đấy. Con này la răng đấy cũng thế, lốp 2014 phải nói là bác chủ bác ấy đi giữ thật đấy. 2014 đến bây giờ bác vẫn để được. Vâng, chứng tỏ là ít đi, 7 năm rồi cơ mà. Vâng, la răng thì sạch sẽ, lốp thì cũng mòn theo thời gian. Thế nhưng mà với cái lốp này thì lại không như lốp trước. Em đánh giá lốp này tầm phải được gần 2 năm nữa. Các bác đi nói chung là cũng bình thường thôi. Điều kiện chưa có điều kiện thì mình chưa thay, chứ còn nếu mà thay được thì càng tốt, chứ còn lốp này đi vẫn ok. Vâng, lốp lắp vẫn đi ok. Không gian đằng sau này các bác nhìn này, đèn này đẹp led lừ luôn. Đấy, đèn đây led căng luôn. Cản sau này, cảm biến lùi này. Đấy, cảm biến của xe đấy. Vâng, đó, cảm biến lùi xe. Rồi camera lùi này. Đấy. Cái mà camera này thì nó không màn hình tích hợp nhá. Đây, bác bấm vào đây thì mở cốp này. Đấy, mở rất nhẹ nhàng luôn. Hàng đẹp được giữ gìn rất là cẩn thận. Đây các bác nhìn các cái phần đinh ốc. Đấy. Đinh hàn này. Đấy, còn ốc đằng sau bản lề này. Đấy, rất là đẹp luôn. Căng nét đẹp đều. Đấy, chỉ nét. Nắp cửa đằng sau này. Keo chỉ này. Các bạn nhìn keo chỉ đằng sau đó. Vâng. Đều luôn. Đấy, lỗ tròn đều luôn. Con này thì cam kết cho các bác là không đâm đụng nhá. Đấy. Tiếp theo là ta sẽ vào phần cốp. Không gian để đồ thì rất là rộng đây này các bác nhỉ. Con này thiếu cái nắp để mũ nón. Nắp ở đây. Cái này là thiếu rồi. Chủ cũ bán sao em có vậy thôi, chứ còn cũng không có gì. Còn bác nào thích thì em lắp thêm cho các bác thôi. Đấy, sàn này. Đó, nhìn sàn sử dụng lốp béo nhá, lốp zin từ hãng luôn, Sparktie. Lốp này thì chỉ chạy được 80 cây trên giờ thôi. Lốp zin theo hãng luôn ạ. Vâng, đây là lốp zin theo hãng nhá các bác nhá. 2009. Đấy. Sàn không mục mọt gì luôn, sàn rất là đẹp. Đấy, 2009. Đến bây giờ là được 12 năm rồi. Đồ nghề kích lốp thì đây. Đấy. 12 năm rồi, thế nhưng mà vẫn giữ rất là được bộ đồ nghề tháo mở.
rồi lốp sơ cua đấy. Lốp bên này thì lại sử dụng lốp Michelin, chắc chắn là quả này là quả mới rồi. Ôi rồi ôi, 2016, phải nói là mấy quả này cũ thật. Vâng, phanh đĩa này, la răng này, cua lốp này, đấy, cua lốp này, cua lốp thì sạch sẽ được, cái sạch sẽ chỉ bám bùn đất thôi, chứ còn không có bục mọt gì cả, đấy, không hề mục mọt luôn. Cua lốp 2016 đây các bác nhá, tuần cuối 2016, bác ấy đi rất là lâu rồi, bác ấy bảo là toàn để nhà thôi chứ bác cũng chả đi mấy. Đang cửa này, keo chỉ này. Kính này, nội thất ghế này, ghế da zin nguyên bản của hãng luôn, có rất nhiều lỗ thoáng khí, ngồi lâu không bao giờ phải lóng lưng. Và dòng này thì nó lại chỉ có điều hòa vùng trước này thôi. Đấy, keo chỉ này, chỉ dòng này rất là to. Đấy, tapi đây. Đây là một dòng xe form rất là đẹp luôn đấy ạ. Vâng, dòng xe form đẹp hàng hiếm luôn, rất nhiều người tìm mua. Hôm nay ngày thời tiết cũng khá là lạnh các bác ạ. Vâng, buổi sáng thời tiết lạnh, thế nên là bác nào mua con xe về sắm đi lại cho cả gia đình thì quá là ok, quá là tuyệt vời. Đấy, không gian rất là rộng rãi luôn này, ghế này, ghế chỉnh cơ thôi. Vào trong nào, vô lăng thì được tích hợp khá là nhiều chức năng, nhưng nói chung là cũng chỉ là các chức năng cơ bản thôi, ví dụ âm thanh. Rồi các cái phím tùy chọn đây. Màn hình hiển thị thì các bác nhìn con này đi 12 vạn theo đồng hồ, nhưng cái này thì em không tin lắm so với các cái ấy, nhưng mà nhìn cái lốp thì em thấy có vẻ nghi nghi, vì lốp đấy tận từ những cái năm như thế nhưng mà nó cũng vẫn còn. Thế còn đây này, hiển thị đồng hồ tốc độ số đây. Rồi màn hình camera lùi. Cái này màn hình cam lùi kết hợp với màn hình cam sườn nữa các bác nhá, cũng rất là hiện đại luôn. Đấy. Rồi đây, màn hình này là màn hình Kenwood, màn hình này lắp lại rồi, chứ màn hình cũ chắc là có vấn đề hỏng thì người ta đã thay. Thế còn điều hòa chỉnh cơ thôi, dòng này rất là đơn giản. Tay nắm cần số trông vẫn còn tương đối. Tay phanh đây, tay phanh an toàn, hộc đồ thì rộng rãi, tiện lợi, có cổng nhạc nhẽo đầy đủ. Đấy, sao nào, đấy, hộc đồ đấy, rất nhiều luôn. Rồi, ta để nổ chiếc xe nào. Đấy, động cơ 1.6 nhưng mà vòng tua nó cũng chỉ khoảng 900 vòng phút thôi, cũng rất là thấp. Và cái dòng này thì máy của nó cực kỳ mượt luôn. Em mở nắp capo lên các bác cùng xem. Vâng, dòng xe nhập này máy nó rất là mượt, chắc chắn. Đấy, chật chà. Thưa quý vị các bạn, con này thì phải nói là khoang máy là hơi bẩn, vì là vừa mua về chưa dọn dẹp gì cả. Trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc xe Mazda 3. Con này thì sử dụng động cơ cam kép DOHC 16 van, máy chạy cực kỳ mượt, êm chất chắc, cam kết quý vị các bạn không đâm đụng, không ngập nước. Máy chạy rất là mượt luôn. Đấy các bạn nhìn nhá. Máy số rất là mượt luôn. Con này thì được bảo dưỡng bảo trì định kỳ thường xuyên, thế nên là máy chạy khá là ok. Đấy, động cơ ngon. Tí nữa là ta kiểm tra phần hơi thừa. Thế còn đây, con này thì được chủ cũ cũng không gọi là giữ gìn và lau chùi cho lắm, thế này là nó cũng đã thế này rồi. Còn đâu là sườn này, sườn ốp này các bác này, đấy, cân đối luôn, tai đèn này, đều luôn này. Nói chung là để mà kiếm một con xe cũng tương đối khá là nhiều năm, với cái giá tên dưới 300 triệu ở đây là một chiếc xe ngon đấy. Vâng, rất là hiếm luôn, hiếm có luôn. Đấy, các cái phần tai sườn đấy rất là đẹp, capo này. Cabo cân đối luôn. Động cơ chạy khá là mượt, nhưng mà theo đúng quy trình thì em sẽ phải mở lắp hơi thừa để kiểm tra xem có tí gì không. Thưa quý vị các bạn, không hề có một chút hơi thừa nào, không bắn hơi. Đấy, không hề có hơi thừa, không có khói nhá các bác nhá. Đấy, không có hề có khói luôn. Đấy, máy chạy cực kỳ mượt. Dòng này thì máy nó bền bỉ vô đối luôn. Gầm sàn máy móc này, các bác này. Đấy. Con này chủ cũ bảo cũng đi cũng khá là giữ gìn. Thế nhưng mà với cái mức độ này thì cũng tương đối thôi. Vâng. Đây là một chiếc xe khá là ngon đấy. Vâng. Bác nào yêu thích cái dòng xe này thì đây là cơ hội thưa các bác để sở hữu một mẫu xe đẹp.
Một mẫu xe LSL, form dáng đẹp, kiểu dáng rất ok, chắc chắn. Gầm mẹ này. Gầm sàn rất là thoáng sạch luôn nhé. Con này thì gầm rất thấp. Cái dòng này thì nó thực tế nó cũng không phải hatchback lắm, vì là nó đuôi nó hơi dài. Vâng. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng đi chiếc xe này về cửa hàng, trải nghiệm quãng đường từ đây về cửa hàng. Cửa nóc này. Đấy, rất nhiều vị trí để đồ. Em bật té rồi. Rồi bắt đầu ta sẽ cùng đi về cửa hàng với chiếc xe tuyệt vời này. Được cái là con này rất là rộng rãi. Này, đồng hồ số hiển thị luôn nha các bác nhá. Đồng hồ số này. Đấy, xe thì không hề có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn nhá, không hề có lỗi lầm luôn. Máy số mượt, tay vô lăng cầm rất chắc chắn. Trần nỉ thì cực kỳ sạch sẽ. Nếu bác nào yêu thích cái dòng xe này thì alo ngay cho em Busi Auto qua số điện thoại Busi Auto 0869 158926. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng. Đấy. Một chiếc xe Mazda 3 màu bạc, khỏe khoắn, chất lượng, form dáng thể thao rất là tuyệt vời, đang có mặt tại Busi Auto. Đấy. Con này buổi sáng ngày hôm nay thì em đang hy vọng là mất hình ngay buổi sáng ngày hôm nay, vì xe rất là chất. À, bác chủ cũ hôm qua bác ấy mang xe này xuống để bác ấy đổi một con xe xịn sò hơn, nét hơn, một dòng xe gầm cao thoáng máy, mượt mà. Còn đây là một chiếc xe đẹp, bác ấy đi cũng khá là nhiều năm rồi. Thế nhưng mà bác ấy bây giờ bác ấy cũng mong muốn nâng gầm, nâng cao lên. Vì là cái con này nó đi hơi thấp một chút. Đấy, hôm nay ngày thời tiết rất là lạnh. Gọi là người ta bảo rét tháng 3 bà già chết cóng. Ngoài đường thì mọi người cũng đã phải mặc áo rồi. Thời tiết miền Bắc tầm này là bắt đầu lạnh lạnh lại. Đấy, cho nên là việc sắm cho gia đình một chiếc xe để đi lại như thế này là rất là tuyệt vời. Vừa an toàn, vừa yên tâm, tiện lợi mà cũng thoải mái. Đấy. Nếu mà ai mà yêu thích chiếc xe này thì alo ngay cho em Busi Auto. Vâng, xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi và chia sẻ kênh giúp Busi Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý. Xin chào.